sao để ta tì lành dừng mây. Nhờ tiên sinh giúp ta ra tài thần y khuyến chân kinh, sao nằm nơi này. Quang minh đến thì tài
tâm nơi quang minh định. Quang, đừng nên tranh hùng nữa. Quang minh định vui giao tình, gắng sức chung lòng xua đuổi quân nguyên tràn sang. Người từ đâu đến, tại vì cán ngăn giết bỏ. Cháu họ Trương Du Kỵ tánh danh Trương Thúy Sơn Hân Tố Tố đấng sanh thành. Sư bá, sư thúc hãy hiểu rành mọi chuyện. Trương Du Kỵ Sơn, cháu ngoại tôi à. Cậu đi nè cháu. Ông ngoại. Cháu. Cậu. Cháu. Trương ân nhân Dương ba ba. Trùng phùng Trường Nhi con ngày chia tay nhau vẫn mong trẻ quay về sau. Ngàn gió giông thêm buồn nhớ mong thắm ngàn túi vô sông. Chỉ trong con về nhìn đời con khổ nạn tim nát lạnh ngoài đây. Giang hồ con phân thân giọt vui chốn con
tạm biệt. Tạm biệt. Đồng về với anh. Xin mời. Mời. Dạ. Xin hãy thật lòng cho hỏi đôi lời. Thanh kiếm lưu truyền ngàn năm mỹ thiên, sao đến tay Tôn Quỳnh, người giúp cho giang hồ ta đồng tâm có nhau chung đường. Tuy nên nghe lời không hề tranh chấp nhau giang hồ thêm phiền. Sự thái nơi ngà mi gương mỹ thiên bên bà, lòng đầy ngạc nhiên cớ sao dù cô nên nói qua thử xem thì lý đâu tranh hùng. Dù kỳ tôi tướng đâu tan đời do gương này. Đến nơi mà còn trêu chọc người ta. Các ngươi đã bị trúng độc rồi không chữa được, khắc sao sẽ chết. Trời ơi, trời ơi, đau bụng quá. Giáo chủ ơi, chúng tôi đã trúng độc rồi. Giáo chủ ơi, đau bụng quá, độc dược chịu cô nương. Thuốc giải độc hãy trao ngay, nếu từ chối ta sẽ không tha thứ. Mau lên. Ôi da, đau quá, chết tôi à. Thả tôi ra không? Tôi biết chỗ nào đâu mà thả. Ở nơi nàng ngoan cố, đừng trách phiền ta nhân tâm. Đức nhân mi nơi đâu
bài trăng qua, quyết sống chết không tha lòng người gian tà. Thương bao người đau khổ bởi cô nương bài trớ trêu chẳng dung cho nàng. Thương gái dù rơi xuống vùng nhớ, nơi gió lâm dân mi chuông vui, không thứ tha cho tên cùng dâm, bề ngoài ngang lòng ta gian dâm. Nè, nhà ngươi làm cái gì vậy? Nè, tại sao lại cưới nhà ta? Cô điêu hoa đừng trách hờn ta. Nghe lời nhân ngươi cứ sao để ta khó khăn, trời đất ơi nhà ngươi nè nè. Nhóc nghe lời đừng nên tránh ta. Xin cảm ơn nàng. Ngay bây giờ xin nàng hãy mở cửa hầm ra. Đó, đi đi. Đa tạ cô nương, phiền trao cho tôi thuốc giải. À, mang giày giấu lại cho ta. Còn đứng đó nữa hả? Mang vô. Cô nương cứ tha cho tôi vừa rồi. Trách ai nhìn giả vui vui. Thuộc đây trao cho chàng, cánh chia nhau đôi đàn. Bao thuốc thương quang hỡi trang anh hùng. Phát lòng dày nguyện mong, chớ diêm trì thân sống phai chùi trường suốt đời. Thầy ơi tâm con xót đau, chia lìa nhau xuyến sao ngàn lời. Thà chúng bên nhau chẳng sao, dù tròn câu nghĩa hơn cùng thầy. Đành cài ba sao, trời ơi tức cho độ nhi. Thank you.
con. Sư thầy Lan Trang, sư phụ, từ thuở vào trung vì cớ sao sầu ngắm trăng vàng, ta đến đây theo lời ai phán ban, chỉ e nguy hiểm dương vào thân. Quân chúa đây kiều sa lý đâu thương tâm, ân thâm nàng thương nghĩ cho lắm an toàn, nên nay vào thương kiến sĩ khí đại trượng phu không làm điều trái đạo, ba điều tôi đưa ra luôn vẹn thảo trọn ngay. Quận nương cứ nói, người hãy thực hành điều thứ nhất, đưa tôi đến đảo quan gặp Kim Mao Sư Dương tạ tu. Để làm gì? Tôi quận chúa Triệu Minh nếu gặp tạ thì hối lộ tấm tà gian, bá kiếm sẽ phân thay trăm mạnh. Nàng chớ trách không hề nghi quay, vì an nguy nghĩa thân đề phòng, ngày mai khi thái dương dần hồng thì chúng ta lên đường. Đường đại ca hãy cho em theo cùng bên anh, phòng nguy năng quyết không than chớ che người hùng, dình nghĩa tháo lý đô từ chuối, mời cô nương hãy theo cùng đường, lòng trong mong lo thuyền bươn. Nghĩa phụ. Hả? Người là ai? Sao lại gọi tôi là nghĩa phụ? Thâm tình cha với con tương phùng, dù đường đời ngang bản thân con hiền, thì làm gì phụ tử tương quan. Phước sanh do trời, đời con trẻ an lành, nhờ tìm ra cứu dương chân kinh. Thế đang tuôn nước mắt, con ơi mừng vui quá, nghĩa tử nay quay về. Từ nay con quyết chí không xa rời cha nữa, sống bên nhau muôn đời. Đạo Đồ Long sẽ trao con khờ, đừng phiền lòng con có cứu dương chân kinh, giữ đạo bên mình phòng thân lục nguy nan, ngàn tay ba đeo đắng bên cha.
mạnh không? Trời ơi, ai rạch nát mặt Hân Ly? Ai, ai xẻo tay Chu Chỉ Nhược? Chết rồi Nghĩa Phụ ơi, chúng ta bị đầu độc bằng thập phương chuyển cân tán rồi. Nghĩa Phụ, Trường đại ca, Trường, ai đã cắt tay tôi? Triệu Minh đâu? Triệu Minh đâu? Triệu Minh và đảo đồ Long cùng với ỷ Thiên Kim mất dạng rồi. Lòng người tà tâm đang đầy hờn căm, hận thù ngàn năm xót xa âm thầm. Triều Minh yêu nữ ta thề không tha thứ đi, nghẹn tức dâng tràn a ly nát tan, tiếc qua tai tàn thương sâu chứa chan. Trường ca dặn bi thang lo cho người nguy nan, không để nàng đoạn trang, nhưng nay đành thảm tai tại vì ai dâng vào chùa cai. Hân Ly thương đau hồ lễ vui ta đau tình, quyết chí yêu vô kỳ, tình ao lỡ duyên. Đừng căm hận Hân Ly, đời em như đố quyền. Lệ thăm khóc Hân Ly em ơi, em thương ca chờ chàng dối ra. Hân Ly em cố đau nơi xa mờ. Cô còn đủ can đảm gặp tôi sao? Giáo chủ, người muốn nói. Im, im, hãy im đi. Tâm hồn xoáy lan, giả mang hồng phận. Sao đành đoạn tâm với mưu đề hèn, mi ghé khen mong hai người bỏ tôi rời xa linh xà, còn lấy đao đồ long, lòng vẫn không hề than phiền, do cớ sao hại Hân Ly nàng? Hả? Giáo chủ bảo sao? Tôi giết Hân Ly à? 17-18 nhát dao trên mặt Hân Ly. Hả? Không phải cô hờn ghen hạ độc thủ thì còn ai nữa? Hả? Nói đi. Do sao nỡ vua hoàng tôi ân tình có mong hứa môi, đưa cứ bằng chính tôi ác tâm, làm Hân Ly vùi chôn xá thân chim đài. Còn sự nhân tà tốn ở đâu, người dùm chỉ cho tôi tâm thương. Cầm bồn ngai phượng yêu tà thể giết mi tán quang. Thì trọn đời em sẽ theo chàng.
tựa như tiếng mơ. Mình hỏi mình, liêm mình theo phiêu linh. Tâm xuyến sao ước ao cùng trao khó nhau. Mình mình bên chàng chứng nên phù phàng sâu chuối cùng nhau. Hận thù còn mang làm sao chung kết. Khi dạo bước ngữ quyển viên, dường như có điều gì thắt thỏm niềm xin, là cốt nhục bao vô quyền nên cạn tỏ. Dương Quỳnh à, em không có. Ta đã nghe lời gian, em của ta ngày ngày tư thang vì lòng yêu mến trường thiếu gia. Phải hay không mau bày phân ra, xót xa thay em hiền trang hòa. Phải mà ta làm sao chung đuốc qua. Chính danh nhân anh hùng trung ca, hãy nghe em xin đừng nghĩ lầm. Lớn khôn rồi cần cho em cất giao, giao giác ngộ dồi trao. Đồng thi tài cùng nhau, em sẽ không dứng bao khổ đau. Hãy nghe anh phân rõ ràng, sẽ tin nơi em vững vàng. Nước nguyên mông không cúi hàng, sẵn sàng trừ minh giáo tà môn. Ta nhất tôn đế vương. Đối sao dời trước kia giúp cô một điều đã rồi chỉ còn hai thôi, xin mời cô nói ra đi. Cảm ơn chính nhân anh hùng, tôi vẫn tưởng anh hãy nghe đây giúp tôi ngài hồi hôn chính nhường cô nương chướng nương đồng phòng không. Không thể nghe lời cô điều nghịch lý vô luân. Hồn ước trao sàng đã mang. Không thể phai tan nghĩa nhân
hiền thương cứu cha tôi. Cảm ơn nhắc tôi chân tình, xin khuyên nàng cho tôi sống hôn nhân. Sẽ không đi trừ khi trả nợ cho tôi thứ hai thôi nhờ. Ta đi chết. Nàng hỡi bình tâm đi,
tình mộng nàng hiu. Dòng ân bất nhân còn gì duyên thắm bán đâu, gái xinh lẽ ra đoan chính lý nào tà tâm quên câu ước vào hẹn thề tơ hồng. Nước cười làm sao thằng gió
sương dập vùi nơi tôi ngậm ngùi đền bồi tôi xứ xin kêu biết nghĩa phụ tại sao nghĩa phụ làm thế. Lòng tròn ân nào đâu quán hận không chấp hận về do cộng quên nỗi hận qua tan bao cửu quan ngày đêm đeo đằng tham danh từ đây mong ấn danh chôn nơi Phật đài sống đậm nhiều hơi do lầm cành dành lời quyền mà chi nên kết thân xoa quang cầu đừng để máu đào thâm chạm tông tan nhân loài hay để mùi thấm nụ cười khi ta nương vào cửa Phật còn hãy xuống hàng đa nơi giam giữ nghĩa thân con sẽ hiểu từ sự thật mình quen lòng
tìm ánh tài xứng đáng trao ngôi. Ta từ chối quyền quý giáo chủ. Trương giáo chủ, khuyên chớ nên bần lòng, không lãng phai tâm đau. Vui phiêu bồng yêu ấp